Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Vân. Chúc anh chị có một ngày làm việc thật vui vẻ và hạnh phúc nha. Hôm nay thì bên em vừa mới về một chiếc xe siêu lướt luôn, mới chạy có 15.000 km thôi. Có thể nói là như mới luôn. Đó chính là chiếc Toyota Fortuner. Máy xăng số tự động một cầu nha anh chị. Xe cá nhân biển Sài Gòn. Hiện tại bên em đang chào bán với giá là 970 triệu. Vẫn còn thương lượng cho anh chị vui vẻ thiện chí nha. Xe có nước sơn là màu nâu nha anh chị. Đó, và vẫn như thường lệ em sẽ quay một vòng xung quanh xe để anh chị có thể đánh giá được phần nào tình trạng bên ngoài và cũng như độ mới của chiếc xe nha. Bên em là Toyota chính hãng luôn nha anh chị. Nên anh chị mua xe bên em thì có thể hoàn toàn yên tâm về vấn đề chất lượng. Xe hãng bán ra mà anh chị. Đó, xe còn rất đẹp. Rồi chúng ta xem qua phần nội thất một chút nha anh chị. Chiếc xe Fortuner máy xăng này thì được trang bị nội thất là ghế da màu nâu da bò. Rồi ghế còn như mới luôn nha anh chị. Với một chiếc xe mới chạy có 15.000 km thì có thể nói là như mới. Đó, phần táp lô nè, chưa hề bị chảy xước gì nhiều cả. Đó, xe được trang bị đầu DVD, màn hình cảm ứng camera lùi luôn rồi anh chị ha. Đó, tất cả chi tiết vẫn còn rất mới. Rồi, xe đã chạy được 15.380 km. Rồi chúng ta xem qua phần nội thất phía sau nha anh chị. Hàng ghế sau vẫn còn như mới luôn, như chưa có người ngồi luôn nha anh chị. Đó, trần xe cũng rất là sạch sẽ. Bên em có thu mua ô tô cũ luôn nha. Anh chị có nhu cầu bán ô tô cũ thì cứ liên hệ với em. Em sẽ thu mua với giá cao nhất luôn. Cảm ơn anh chị đã xem video.